trong video ngày hôm nay thì hãy cùng mình tìm hiểu về chân váy chữ A nhá. Đầu tiên thì chúng ta vẫn sẽ là tìm hiểu về cái nhìn của tưởng táng. Như ở video trước thì cái nhìn của chân váy semi tennis sẽ là của sự trẻ trung, của sự năng động, của sự xinh xắn. Thì đối với chân váy chữ A nó sẽ dừng hơn một chút. Và về cái độ cháy thì theo mình á, thì chân váy chữ A nó sẽ cao hơn so với chân váy semi tennis nhá. Tiếp theo nữa là sẽ về yếu tố cơ thể. Hôm nay thì mình sẽ lựa chọn một cái mẫu chân váy chữ A và được may với chất liệu là da. Với thiết kế của chân váy chữ A sẽ là có ôm khít lại cái phần eo này. Mục tiêu chính của cái kiểu thiết kế này á, thì nó sẽ giúp cho mọi người tạo được đường cong ở phần eo và phần hông. Đối với tỷ lệ cơ thể thì mọi người chỉ cần có một chút eo thôi là mọi người đã có thể là rốt những cái chân váy chữ A như thế này rồi. Tiếp theo nữa là đến phần chân. Chân thì vẫn cứ phải là thon so với lại tỷ lệ cơ thể. Nếu như mà chân của mọi người mà dài hơn lưng á, thì mọi người nên lựa chọn những cái mẫu chân váy chữ A nó cạp thấp và cái độ dài của chân váy nó sẽ là ngắn hơn để cho nó kiểu bốc lửa hơn. Còn nếu như mà lưng của mọi người mà dài hơn chân và chân mà hơi thô một chút thì mọi người hãy lựa chọn những cái mẫu chân váy chữ A mà nó lưng nó sẽ là lưng cao để nó hách dáng hơn một tí. Kèm theo đó là nó cũng sẽ giúp cho cái phần thân dưới của mọi người trông sẽ dài hơn. Và cuối cùng nữa là việc lựa chọn phụ kiện để tạo nên cái vai cho một cái phong cách mà mọi người đang hướng tới nó cũng cực kỳ là quan trọng. Và cuối cùng mà mình muốn nhắc với mọi người rằng đối với bất kỳ một món trang phục nào thì mọi người cần phải có được cái sự liên tục này. Và một cái lưu ý khi mà mọi người lựa chọn cái mẫu chân váy chữ A như thế này nhá, là mọi người cần phải thử thật là kỹ và phải lựa chọn size cho nó phù hợp với lại là cơ thể của mọi người. Nếu như mà mọi người lựa chọn một cái chân váy mà nó hơi chật hay là nó hơi rộng thì nó thật sự nó không hề đẹp một chút nào. Và cái phần chia sẻ của mình ở trong video ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hy vọng rằng với cái chia sẻ của mình thì cũng sẽ giúp cho mọi người hiểu hơn thêm một chút nữa về những cái mẫu chân váy chữ A và có thể là tìm được một mẫu chân váy nó phù hợp với lại cái dáng người của mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì xem video của mình đến tận bây giờ. Và nếu như thích video này thì hãy cho mình một like này, một share, một đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận những thông tin mới nhất từ thứ 4 vào thứ 4 và thứ 7 hàng tuần nhé. Còn bây giờ mình xin chào và bye bye mọi người.